con gì đấy con? Con cua. Con cua. Ừ, đây này các bạn. Ôi ôi, tám cẳng hai càng, đang bơi này. Đang bơi bơi đây này. Rồi bây giờ đố bạn sao tiếp? Bên này là con gì đây? Con gì nhỉ? Con tôm. Tôm, tôm gì? Tôm gì? Tôm hùm. Tôm hùm. Tôm hùm. Các bạn nhìn tôm hùm này. Đó. Nó dễ cái mặt luôn à. Đúng rồi. Tôm hùm thì thịt rất là ngon. Này cua. Còn đây là con. Con ghẹ. Con nói đi. Con ghẹ. Con ghẹ. Ghẹ này. Cũng anh em họ hàng nhà con cua đó các bạn. Còn đây là con gì? Con tôm. Tôm sú. Rồi đố sao con gì đây? Con vòi dày dài dài đó. Đây. Ốc vòi voi đúng rồi. Ốc vòi voi. Ốc vòi voi. Ốc vòi voi đúng rồi. Đây một đống tôm luôn. Wow. Các bạn thấy bạn sao khoái không nè? Bơi về bơi về bơi về bơi về. Tôm bơi kìa. Ở bên kia là con gì? Bên này là sao? Đây là mấy con nghêu. Nghêu với sò huyết. Con nói đi. Con nghêu. Con nghêu. Ừ, đúng rồi, con nghêu. Con nghêu đó ạ. Nhiều quá. Còn trên này là một em tôm hùm siêu to khổng lồ. Tôm hùm đó bạn sao khoái đó.